Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, hôm nay đang là sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022 và lúc nãy thì có một bác khách hàng quê ở Phú Thọ, à quên ở huyện Phúc Thọ, xin lỗi, quê ở huyện Hoài Đức với đuôi số điện thoại 88 thì bác có đang hỏi về chiếc bàn thờ gỗ gụ ngang 1m75, sâu 87 và cao 1m27. Thưa bác, đây chính là cái chiếc đấy. Và mỗi một chiếc này thì giá từ cách đây đến 5 năm rồi vẫn là 24 triệu. Cái bàn nhỏ bên dưới, nếu bác nào lấy bàn nhỏ ở dưới là 7 triệu, tổng cộng là 31 triệu đấy. Nhưng mà nhiều bác là cũng không lấy cái bàn nhỏ. Bác nào mà gia đình là liên tục có các cái, tóm lại là cái nghi thức thức thờ cũng nhiều thì cũng có thể là với nhiều mâm thì có thể các bác lấy cả cái bàn bên dưới, hoặc là cái phòng thờ nó rộng thì lấy được, có những phòng thờ chật thì mình chỉ lấy cái bàn trên không thôi cũng được. Đây là một chiếc bàn như vậy, và tiếp theo một cái bàn mà đang ở trên màn hình đây vẫn là một chiếc như vậy, nhưng mà cái này là tôi chưa kê chân lên cho nên trông có vẻ như là nó mới cao có 1m17 chứ không phải là 1m27. Đây này, cái bàn công thức nó có cái phần kê chân bên cạnh, nhưng cái bàn này trong khi thợ lắp là nó chưa kê chân lên. Cái công thức ở trên xuống dưới là dưới cái mặt bàn là đến cái phần cổ đấy. Cái cổ này là hình triện chữ vạn, tượng trưng cho vạn sự như ý. Còn bên dưới này là cả hai cái bên là hai ngăn kéo giả này, ở giữa một cái khoang giữa nữa, khoang giữa tùng hạc duyên niên này đấy, giữa là sen, là hoa sen chứ không phải tùng hạc duyên niên. Bên cạnh này là các cái hình chữ thọ, ở dưới này cái dạ nó là ngũ phúc năm con rơi, và có chữ cầm cái đồng tiền và cái hình chữ thọ, đây là tượng trưng cho phúc lộc thọ. Và ở các cái, và cái hàng này là chúng tôi là hàng tháo rời, tức là từ trên mặt mà đi xuống dưới này thì là một khối, và xong xuống dưới này thì mặt tiền là một, hậu là một, với cả bên cạnh hồi đây này, các cái thanh này là tháo rời ra này đấy, xong đến tới nơi thì là với gõ chặt vào. Và những cái phần mà giữa các cái định vị với nhau là cái đấy nó bằng mộng đấy. Xin quý vị liên lạc Đồ Gỗ Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình đây, 0984 666 999. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 3 ở phía trước của khu B. Và số Zalo là 0967 666 111. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 3 khu B. Nơi đây là hàng hóa là ngàn ngạt luôn, mấy chục bộ bàn ghế và một loạt các cái bàn thờ khác. Nhưng hôm nay bác hỏi về cái bàn thờ 1m75 sâu 87 là tôi quay đúng vào hai chiếc đấy thôi đấy. Và khi mà bác mà đồng ý á thì chuyển tiền đặt cọc, và chúng tôi có cái thủ tục là phải rửa sạch sẽ, rửa xà phòng sạch sẽ, xong bắt đầu cân lại màu, vì những cái bàn thờ này chắc để đây cũng phải độ 4 năm, tại vì qua hai cái năm Covid là giao dịch rất ít, nhưng mà trước đó là mình cũng đã làm dự trữ rồi đấy. Lúc đấy mình cân lại màu, bởi vì để lâu là nó xuống màu không đều đấy, quý vị nhìn thấy có thanh nó xuống đậm, có thanh nó xuống nhạt, thì mình phải có cái kỹ thuật cân màu để trông cho nó tương đối. Còn đây là cái này là ban đầu mình làm là đánh trần không có một tí màu nào, đây hoàn toàn màu thiên nhiên của gỗ luôn và nguyên vân gỗ luôn. Và thưa quý vị, chúng tôi cam kết là 100% là gỗ gụ Lào, hàng thì đã khô kiệt rồi, không còn có thể khô hơn được nữa, bởi vì là nhà chúng tôi là nhà cao tầng chòi lên này, và mùa hè là nắng như là nung xung quanh đấy. Đang từ trên tầng 3 nhìn xuống dưới hun hút đây. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Thưa quý vị, là ngoài cái kích thước trên thì chúng tôi còn có những cái cỡ lớn hơn và nhỏ hơn. Nhưng hôm nay là theo cái yêu cầu của bác ở huyện Hoài Đức, ở đuôi số điện thoại 88, là chúng tôi chỉ quay như vậy thôi. Tạm biệt quý vị.